đáp lại tiếng Chúa gọi mời con hân hoan đi làm nhân chứng. Đáp lại tiếng Chúa gọi mời để với người truyền giao ân phúc. Đáp lại tiếng Chúa gọi mời con hân xây luôn báo tin mừng. Nghìn trùng bão tố con vẫn 200.000 lúa chim. Một đời tin thác con hân hoan hát. Đây là đài phát thanh lòng Chúa thương xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý khán giả và xin Chúa chúc lành cho quý khán giả. Kính mời quý khán giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng và audio sách đạo. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saul rằng: Thôi, tôi sẽ tuyên bố cho ông những điều Thiên Chúa đã nói với tôi trong đêm qua. Và Saul đáp: Ngài cứ nói. Samuel liền nói: Khi ông tự thấy ông còn bé nhỏ, há ông đã chẳng được đặt làm thủ lãnh các chi họ Israel sao? Và Thiên Chúa đã chẳng sức dầu phong ông làm vua Israel sao? Chúa đã sai ông lên đường và nói: Hãy đi giết quân Amalek tội lỗi và hãy giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng. Tại sao ông không nghe lời Chúa mà lại chạy theo chiến lợi phẩm và làm điều tội lỗi trước mặt Chúa như vậy? Saul nói với Samuel: Vâng, tôi đã nghe lời Chúa, đã đi trên đường Chúa sai tôi, đã bắt Aga vua Amalek và tàn sát dân Amalek. Nhưng trong các chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên bò, những vật nhất hạng họ cướp được để tế lễ Chúa là Thiên Chúa của họ tại Gan-ga-lê. Samuel nói: Này Chúa ưa thích của lễ toàn thiêu và hy lễ hơn sự vâng lời Chúa ư? Vì vâng lời thì tốt hơn của lễ, và tuân lệnh thì cao đẹp hơn dâng mỡ cừu. Vì phản bội thì giống như tội tà thuật, còn ngoan cố thì giống như tội thờ bụt thần. Vậy bởi ông khinh bỉ lời Chúa, nên Chúa truất phế, không cho ông làm vua nữa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Alleluia, alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu:
tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất, mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 2 câu 18 đến câu 22 mà giáo hội cho chúng ta nghe trong cái ngày thứ hai của cái tuần 2 thường niên năm chẵn. Chúng ta có thể nói là trước cái câu hỏi mang tính chỉ trích của người Pha-ri-siêu và các môn đệ Gioan, thì Chúa Giê-xu ban cho một cái giáo huấn về vấn đề giao ước. Có thể nói chủ đề chính của các bài đọc hôm nay, bài đọc 1 trích từ sách Samuel, bài đọc 2 là đáp ca trích từ Thánh Vịnh 49 và bài tin mừng từ tin mừng Marco, tụ trung một cái chủ đề chung như thế này. Điều quan trọng là giữ nghĩa tình trong tương quan giao ước, thưa anh chị em, trong tương quan giao ước. Bởi vì Chúa Giê-xu nói đến cái giao ước, cái hôn ước, cái giao ước chẳng rễ đến, thì cũng như hôm qua, ngày Chủ nhật của năm C, cái chủ đề tôi khai triển, tôi chia sẻ, đó là cái chủ đề vấn đề hôn ước trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người, được ví y như là cái tương quan hôn ước, tương quan vợ chồng. Thì hôm nay cũng cùng trong một chiều hướng đó, giáo hội cho chúng ta nghe ngày hôm sau của ngày Chủ nhật về chủ đề hôn ước. Đứng trước cái câu hỏi về vấn đề giữ chay, thì Chúa lại không trả lời trực tiếp mà trả lời gián tiếp qua hình ảnh của giao ước. Khi Chúa dùng cái thuật ngữ là tiệc cưới, chàng rể, chúng ta mới vừa nghe. Rồi đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nói về áo và rượu. Và đúng như vậy, thưa anh chị em, tiệc cưới với chàng rể đóng vai trò quan trọng để có được một kỳ hôn ước, phải có chàng rể, phải có tiệc cưới. Rồi gì nữa? Điều quan trọng nữa đó là phải có áo và có rượu. Mà khi Chúa Giê-xu trả lời, thì người dùng cái từ mới và cũ như áo mới, áo cũ, để muốn nói rằng trong giao ước mới, thì điều quan trọng không phải là giữ luật, điều quan trọng không phải là giữ chay, mà là giữ nghĩa tình giao ước. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bằng cái việc khai thác cái chủ đề đó ở bài tin mừng trước, sau đó chúng ta qua bài đọc 1 và bài đáp ca. Thưa anh chị em, về vấn đề chay tình thì mục đích của việc giữ chay tình trong Do Thái giáo, trong truyền thống Thánh Kinh, đó là gì? Có thể nói ba cái mục đích chính, đó là chờ đợi một biến cố. Chẳng hạn Môi-se 40 ngày chay tình ở trên núi Sinai để chờ đợi biến cố là gì? Để nhận lãnh 10 điều răn Đức Chúa Trời ban chẳng hạn. Rồi Đức Giê-xu trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng cách công khai, 3 năm rao giảng của người, thì người sau khi nhận phép thánh tẩy, người đi vào trong hoang mạc, ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày. Đó, chúng ta thấy, cho nên người ta ăn chay trong cựu ước, hay là trong truyền thống Do Thái là để chờ đợi một biến cố nào đó quan trọng, nhất là biến cố trên bình diện đức tin. Điểm thứ hai là khi truyền thống cũng
chỉ cho cái mục đích thứ hai của việc ăn chay đó là bày tỏ sự sám hối. Chẳng hạn, khi David bị tố làm đi sát hại người khác vì sĩ quan của mình để lấy vợ của sĩ quan của mình chẳng hạn, Chúa gửi ngôn sứ Nathan đến khiển trách đó, thì ông ăn chay sám hối. Việc ăn chay sám hối rất là thường tình ở trong Cựu Ước và ngay cả trong Tân Ước, trong Kitô giáo sau này. Và điểm thứ ba, thưa anh chị em, đó là mục đích của ăn chay là gì? Là để nhận ơn đại xá. Cái ơn đại xá mà trong Do Thái giáo, tuần lễ mà chay tịnh đại xá đó là gọi là Yom Kippur, tức là cái ngày đại xá, cái ngày quan trọng một năm có một lần. Ở cái dịp lễ đó, người ta phạm tội gì chăng nữa, trong cái dịp lễ đó người ta ăn chay, người ta cầu nguyện, người ta dâng lễ vật, người ta sẽ được tha thứ tội lỗi. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy tựu trung có ba cái mục đích chính như vậy, cũng có những cái mục đích khác nữa. Ba mục đích chính về việc ăn chay là như vậy, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta thấy nếu như Đức Giêsu đến để mà khai mào một giao ước mới, mà chúng ta biết trong Cựu Ước người ta ví Thiên Chúa như là chàng rể, như là hôn phu, còn Israel dân người như là hôn thê, hay là Thiên Chúa như là hôn phu và nhân loại nói chung con người y như là vị hôn thê. Như vậy thì Đức Giêsu ngài đến thiết lập một giao ước mới, chính vì vậy mà người dùng cái thuật ngữ mới và cũ là như vậy. Một giao ước mới mà người đang đến, người đang hiện diện, người đang mở tiệc giao ước mới với rượu, với bữa ăn, với áo cưới, thì đương nhiên là không còn có cái chuyện ăn chay nữa. Và đặc biệt là trong Cựu Ước người ta ăn chay cầu nguyện để mà chờ đợi biến cố đón Messiah ngự đến, đón cứu thế đến. Nhưng bây giờ đón cứu thế đang hiện diện ở giữa họ, nghĩa là cái sự mong đợi đã được thỏa mãn rồi, đã được mãn nguyện rồi, thì đâu có còn phải mong đợi nữa, cho nên cái việc chay tịnh không còn có ý nghĩa nữa. Cho nên trong giao ước mới, điều quan trọng không còn phải là giữ chay, nhưng mà giữ lời giao ước, thưa anh chị em. Giữ lời giao ước. Mà giữ lời giao ước ở đây, giữ những cái điều luật của giao ước. Giữ lời giao ước nói chung là lời, bởi vì khi người ta ký giao ước với nhau, điều quan trọng đó là giữ lời kết ước, lời thề ước với nhau. Trong tương quan vợ chồng, cũng như trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người, nhất là được ký kết qua giao ước máu của Đức Kitô. Như vậy, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta ở trong giao ước mới với Thiên Chúa, với Chúa, thì bây giờ chúng ta giữ cái gì? Chính yếu là giữ cái gì? Chúng ta để ý những cái thuật ngữ gợi ý cho chúng ta hiểu được điều đó. Chúng ta thấy giữ tiệc cưới. Cho nên thánh thể, thánh lễ ngày hôm nay chính là tiệc cưới con chiên. Cho nên khi linh mục mà trước khi rước lễ mà cầm chén thánh và bánh thánh mà được bẻ ra làm đôi rồi đó, kẹp lại cầm lên và giơ lên. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Đó, chúng ta thấy. Như vậy thì trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người, trong giao ước mới, thưa anh chị em, điều quan trọng đó là giữ cái đó đó. Giữ cái lời kết ước về trao thân gửi phận cho nhau. Qua việc rước lễ, con người trao thân gửi phận cho Thiên Chúa và Thiên Chúa trao thân gửi phận cho con người. Ấy là cái duyên tình hôn ước giữa Thiên Chúa với con người là trao thân gửi phận cho nhau là như vậy. Cho nên giữ trung thành đến với thánh lễ, giữ việc rước lễ, ấy là giữ lời. Bởi vì ngôi lời đã trở thành xác phàm. Chúng ta thấy ngôi lời Thiên Chúa vĩnh cửu là Đức Giêsu trở thành xác phàm và người tiếp tục hiện thân trong bánh và rượu. Cho nên khi chúng ta giữ việc rước lễ, chúng ta giữ lời đấy, giữ lời kết ước với Chúa, mà đồng thời cũng là giữ ngôi lời lại trong cuộc đời chúng ta, mà ngôi lời đó trở thành xác phàm. Rồi một cái cách thức khác nữa, thưa anh chị em, đó là Chúa Giêsu nói đến áo và rượu. Chúng ta thấy
Phao-lô mời gọi trong thư gửi tín hữu Galat chương 3 câu 27 chẳng hạn: anh em đã mặc lấy Đức Kitô thì từ nay về sau đừng say sưa chè chén nữa. Chẳng hạn như vậy. Anh em, rồi ở trong thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 14 chẳng hạn: anh em hãy mặc lấy Đức Kitô. Phao-lô mời gọi anh em hãy mặc lấy Đức Kitô. Rồi trong thư gửi tín hữu Galat thì anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Mà một khi đã mặc lấy Đức Kitô thì bỏ đi cái chuyện say rượu, say sưa, phàm tục xác thịt kia, thưa anh chị em. Và ở trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 18 cũng vậy: mời gọi mặc lấy Đức Kitô. Như vậy, Đức Kitô chính là gì? Tức là ngôi lời, mặc lấy ngôi lời. Tội nguyên tổ hệ tại điều gì thưa anh chị em? Là vứt bỏ ngôi lời. Có lần tôi có chia sẻ là trước khi phạm tội, ông bà nguyên tổ có mặc quần áo không? Mọi người thường trả lời là không. Theo bản văn là nói không, nhưng mà theo nghĩa bóng mà nói là có. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta thấy là ông bà không có xấu hổ trước mặt nhau. Nếu như không mặc quần áo thì chắc chắn xấu hổ. Nhưng mà ông bà không mặc quần áo mà tại lại không xấu hổ. Như vậy ông bà mặc một cái thứ gì đó, một cái thứ quần áo nào đó mà khiến ông bà không thấy nhau và không xấu hổ. Thưa, đó là lời Chúa, lời giao ước. Lời đó là gì? Đức Chúa Giao-vê bảo ông bà nguyên tổ rằng đừng ăn trái cây. Đó là mệnh lệnh, đó là lệnh truyền, đó là giới răn, đó là lời Chúa, thưa anh chị em. Đưa ra cho họ cái chiếc áo đó đó, chiếc áo lời cấm cách, lời cho phép trước được ăn hết mọi trái cây, trừ cái cây đó, không được ăn. Đó là lời của Chúa. Vậy mà lúc đó bây giờ thì ông bà không có xấu hổ, nhưng khi các ông bà không có giữ lời đó, có nghĩa là ông bà vứt bỏ đi lời đó. Chính lời đó là chiếc áo, là chiếc quần mà ông bà mặc trước khi phạm tội. Một khi vứt bỏ cái áo, cái lời đó, nghĩa là không vâng lời nữa, thì ông bà thấy mình trần truồng. Cho nên có thể nói trước khi phạm tội, ông bà nguyên tổ có mặc áo, nhưng mặc áo đó là mặc áo ngôi lời, lời Chúa, luật Chúa, luật giao ước, thưa anh chị em. Đó, ông bà đã không giữ lời của Chúa. Chính vì vậy mà trở nên tròn truồng. Như vậy thì trong toàn ước, Thánh Phao-lô mời gọi chúng ta hãy mặc lấy ngôi lời. Cho nên trong tương quan giao ước mới, chúng ta hãy giữ lấy lời. Mà lời đó trở thành xác phàm, cho nên phải giữ việc rước lễ là một. Thứ hai, cái rượu, ở đây rượu áo và rượu, thưa anh chị em, đi đôi với nhau và rất là quan trọng ở trong một tiệc cưới của tập tục Do Thái, áo và rượu. Thì tôi mới vừa chia sẻ về vấn đề áo, bây giờ về vấn đề rượu cũng nhắc nhở cho chúng ta bí tích thánh thể, thưa anh chị em. Bí tích thánh thể. Cho nên giữ nghĩa tình giao ước mới trong tương quan với Chúa, với tư cách Kitô hữu ngày nay, thưa, giữ thánh lễ đấy. Giữ nghĩa tình với Chúa. Chúa không đòi chúng ta phải giữ chay. Điều quan trọng là phải giữ nghĩa tình. Và Chúa nói này, khi chàn rể, có một cái điểm mà chúng ta còn để ý này. Khi Chúa trả lời là bao lâu chàn rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Bởi vì họ ăn chay là để chờ đợi chàn rể đến. Nhưng một khi chàn rể đến rồi thì họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàn rể bị đem đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Bị chàn rể bị đem đi có nghĩa là gì? Người báo trước cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người bị đem đi, có nghĩa là đem đi sự án đóng đinh, chết rồi phục sinh lên trời. Thì bây giờ các môn đệ mới chờ đợi cuộc trở lại quan lâm của chàn rể của Đức Giê-xu. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua cái phần của cái bài đọc 1 và bài đọc đáp ca, thưa anh chị em. Bài đọc 1 và đáp ca rất là giống nhau. Cũng trong cái vấn đề vâng phục, giữ lời, vâng lời, giữ lời. Chúng ta nghe cái đoạn trích bài đọc 1, trích từ sách thứ nhất của Samuel,
chương 15 câu 16, câu 23 nói về chuyện mà ông vua Sa-un, vua đầu tiên của Israel, được sức dầu ông vương rồi làm việc rất là bình thường. Nhưng ở đây tôi tóm tắt thôi, anh chị em đọc sau đó. Khi mà ông đi đánh giặc, thì đánh giặc chống lại người Amalek, thì đóng làm Amalek thì thường là theo luật, Chúa cũng yêu cầu là phải tru diệt cái đám ngoại đạo đó, bởi vì nó ảnh hưởng cái việc thờ cúng ngẫu tượng lên con cái Israel. Và khi mà đánh thắng và giết kẻ thù như vậy, thì ngay cả cái tài sản của nó cũng không được dùng. Đó. Nhưng ông lại không chịu nghe lời Đức Chúa. Sau khi đánh thắng, ông giết người theo như luật bình thường của chiến tranh. Nhưng cái của cải của dân ngoại, của cúng cho thần hay là những của cải khác, ông lại để cho dân sử dụng, và ông cũng sử dụng nữa. Ông dùng. Chính vì vậy mà Chúa sẽ gửi ngôn sứ Samuel đến trách này. Ta nghe lời trách này. Tại sao Ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa? Tại sao Ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa? Vua Sa-un nói với ông Samuel: Tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa, tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa Agag, vua Amalek, về và đã tru hiến Amalek. Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dân Đức Chúa, Thiên Chúa của ông tại Gilgal. Ông Samuel nói: Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng phục lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mở cừu. Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng. Bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời Đức Chúa, nên người đã gạt bỏ Ngài, không cho làm vua nữa. Sau này, ông bị thất sủng, rồi sau đó ông điên, rồi sau đó ông trả thù David, lúc bấy giờ là tướng quân của ông, và sau này ông bị người Philistine giết, thân chẹp đó. Thì chúng ta thấy ở đây cái điều quan trọng đó là tại vì ông vua Sa-un, ông viện cớ là dâng lấy những cái chiến lợi phẩm mà loại tốt, những con vật tốt để mà dâng hy lễ tạ ơn Đức Chúa, thì có gì lỗi đâu, nhưng mà Đức Chúa bảo không được lấy. Đó, như vậy thì ông Samuel nói là này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mở cừu. Thưa anh chị em, trong tương quan giao ước giữa người với người cũng vậy, giao ước vợ chồng cũng vậy, cái việc vâng phục và lắng nghe nhau đó thì nó quan trọng hơn là làm tiền nhiều về đưa cho vợ nhưng không nghe lời vợ, không lắng nghe vợ, hay là không trung thành với vợ chẳng hạn. Đó, cho nên chúng ta thấy cái tương quan giao ước thì vâng phục, lắng nghe, và lắng nghe ở đây có nghĩa là giữ lời, giữ luật nhau đó, thưa anh chị em. Đó, rồi còn nữa, bởi vì Ngài, Samuel nói với vua Sa-un, bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa, nên người đã gạt bỏ Ngài, không cho Ngài làm vua. Chúng ta thấy, nếu như theo truyền thống Thánh Kinh, chúng ta xác tín rằng chúng ta được dựng nên bởi lời Chúa. Đó, Sáng Thế chương 1 chẳng hạn. Rồi cũng như là dân tộc Israel được gầy dựng nên bởi 10 lời, 10 điều răn đó thưa anh chị em. Thì một khi gạt bỏ lời là chúng ta gạt bỏ chính mình. Một khi hủy bỏ không giữ lời là chúng ta tự hủy mình. Trong tương quan giao ước là như vậy. Cũng như trong tương quan giao ước vợ chồng, nếu như một trong hai mà không giữ lời kết ước, người ta gạt bỏ lời kết ước là người ta gạt bỏ người phối ngẫu của mình, vợ hay chồng mình, ra khỏi cuộc đời mình. Điểm thứ nhất. Thứ hai, một khi mà người ta hủy bỏ, không giữ lời kết ước là một cách thức giữ nghĩa tình với nhau, thì rõ ràng là người ta tự hủy mình và hủy cái hạnh phúc của mình cũng như hạnh phúc của mái ấm gia đình. Cho nên tương quan với Chúa và tương quan với trong đời sống vợ chồng nó giống nhau. Bởi vậy, các ngôn sứ hay dùng cái ngôn ngữ của hôn ước
để nói lên tương quan giữa Thiên Chúa với Israel do người, ngôn sứ Ose hay nói nhiều, Ose nói nhiều nhất, và ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 của ngày Chủ nhật hôm qua, ngày Chủ nhật thứ hai thường niên năm C đó thưa anh chị em. Đó, rồi cũng cùng một chủ đề đó, chúng ta thấy được ở trong cái bài đáp ca chúng ta nghe trích từ Thánh Vịnh 49. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi ta chẳng lẽ ta ham. Thánh chỉ của ta sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi. Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời ta truyền, luật Chúa đó thưa anh chị em, lời giao ước đó, lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Chúng ta thấy ở trên kia, bài đọc 1 là gạt bỏ, ở trong bài đáp ca là lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách, những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Thân chèm, dâng lời tạ ơn làm hy lễ, tức là giữ lời đó thân chèm. Chứ không phải dâng chiên bò, không phải dâng mỡ bò, mỡ dê. Chúng ta thấy, rồi sống cuộc sống hoàn hảo, cuộc sống trung thành với giao ước thì sẽ được hưởng ơn cứu độ Chúa Trời ban. Đó, cho nên tắt một lời, điều quan trọng trong tương quan giao ước đó là giữ lời, chứ không phải giữ chay. Đó là giữ nghĩa tình, chứ không phải giữ nghi lễ hy tế. Một khi người ta giữ lời nhau, giữ lời kết ước nhau, thì người ta giữ được đời mình và giữ được đời người khác, người ta giữ được đời nhau. Cũng vậy, khi chúng ta giữ lời Chúa với anh chị em, giữ luật Chúa, giữ giới răn Chúa, thì chúng ta giữ Chúa trong đời chúng ta, và chúng ta ở lại trong Chúa. Cho nên, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ý thức được tầm quan trọng, nhất là việc biện phong, thưa anh chị em. Nhiều khi chúng ta quá vụ hình thức, lễ bái, dâng lễ, cúng tiền, rước sách rất là nhiều, nhưng đời sống luân lý, đời sống tương quan giao ước, việc giữ nghĩa tình, việc lời kết ước sống nghĩa tình với Chúa, zero. Trong trường hợp là chúng ta rơi vào thảm cảnh của người Pharisêu hay của dân Do Thái, đừng cậy rằng mình dâng, mình cúng tiền nhiều cho nhà thờ, đừng cậy rằng mình dâng lễ vật với những giá trị đồng tiền của lễ béo bở là mình được ơn cứu độ không. Chúng ta nghe một lần nữa câu cuối cùng của Thánh Vịnh 49 câu 23. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, tạ ơn chúc tụng, giữ lời Chúa đó nữa nè, sẽ làm hiển danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Thưa anh chị em, xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái thói vụ hình thức trong đời sống đức tin. Thói cái vụ hình thức hay là vụ bổn phận thôi trong đời sống vợ chồng. Có những người sống vì bổn phận chứ không còn nghĩa tình yêu thương nữa, không còn giữ lời kết ước nhau nữa. Bởi vì có lỡ có con cái rồi, thôi bây giờ sống cho nó trọn để khỏi bị mang tiếng xấu thế này thế kia, chứ không còn giữ nghĩa tình với nhau nữa. Có những người chồng người vợ làm về góp phần hy sinh nuôi dạy con cái, nhưng mà tình nghĩa nhạt nhẽo không còn nữa. Không còn những cử chỉ ân ái, thân tình yêu thương như thuở ban đầu chẳng hạn. Đó, cái chuyện đó nó xảy ra như cơm bữa trong đời thường. Chính điều đó làm nên những cái đau khổ, làm nên những cái cảnh khốn cùng trong các cảnh gia đình, trong đời sống vợ chồng và cho con cái nữa. Cũng vậy, trong tương quan giữa chúng ta với Chúa, nếu như chúng ta vụ hình thức quá, thưa anh chị em, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc trong đời sống tương quan
nghĩa tình yêu thương với Chúa đâu. Chúng ta phải thật tình giữ nghĩa tình với Chúa, giữ lời của Người thì mới giữ được đời của mình trong Chúa và giữ đời của Chúa trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời của mình, của gia đình mình, của người thân mình, của giáo hội, của công đoàn của mình và của thế giới này. Amen. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tội con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa hối an vô về. Dòng đời con bao nỗi chân chuyên, kính thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm. Xin cho con lòng tin yêu cậy mến để ngợi ca Chúa giàu lòng khoan nhân. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lần. Dù tội con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa hối an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, kính thác nơi Ngài hồn con mãi bình. Vẫn đợi chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tội con có đỏ như Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa hối an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, kính thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa hối an vô về. Dòng đời con bao nỗi chân chuyên, kính thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Kính thác nơi Ngài hồn con mãi.
Kính thưa quý ông bà và các anh chị em tín hữu Công giáo, mẹ Fatima, nữ vương mân côi, đã kêu gọi mọi người nâng lần hạt mân côi và ăn năn sám hối. Để đáp lời mời gọi của mẹ, Tổng hội Mân Côi tha thiết xin kính mời quý ông bà và các anh chị em tín hữu hãy ghi tên gia nhập hội. Xin liên lạc ông Simon Lê Văn Trương để ghi danh gia nhập hội ở số điện thoại 805-815-1581, 805-815-1581 hoặc email simonle131@gmail.com. Và muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website radioltxc.org, có nghĩa là Radio Lòng Thương Xót Chúa, xin viết tắt là radioltxc.org, hoặc vào Đức Mẹ Fatima Mân Côi.org. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 15 tháng Giêng, lễ kính thánh Phaolô ẩn tu. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị nghe hành tích của thánh Phaolô ẩn tu với giọng đọc của Teresa Mai Phương. Thánh Phaolô ẩn tu khoảng năm 233 đến 345. Thánh Phaolô ẩn tu sinh tại Thebai, đời hoàng đế Alexander Severo. Từ bé, Phaolô đã được hưởng thụ một nền giáo dục gia đình rất chu đáo. Phaolô rất ham học văn chương Hy Lạp và Ai Cập. Cha mẹ cậu chết năm cậu lên 5 tuổi, để lại cho cậu một gia tài kết xù và một người chị đã lập gia đình. Cuộc bách hại đạo thời hoàng đế Decio đã đưa lại cho Phaolô một dịp thuận tiện, khả dĩ có thể bỏ mình hoàn toàn và khinh chê tiền bạc hư nát. Ý thức được mối nguy hiểm đang đe dọa và hoàn toàn nghi ngờ tài lực của mình, Phaolô lẩn trốn về đồng quê xa vắng để có thể sống cuộc đời an toàn trước sự đe dọa của bọn khát máu người Công giáo. Ít lâu sau, một tai họa bất ngờ xảy đến. Vì muốn chiếm đoạt cả gia tài của nhạc phụ, người anh rể Phaolô quyết tâm nộp em vợ mình cho quan. Do biết ý kiến phản phúc của người anh rể, Phaolô muốn lánh mình để khỏi nên cớ cho anh vấp phạm. Ngài cam chịu chết đói hoặc bị súc vật giày xéo còn hơn để bị nộp cho quan. Phaolô liền trốn vào sa mạc và định ở lại đấy cho tới khi cuộc bách hại chấm dứt. Thiên Chúa quan phòng đã hướng dẫn ý định của Phaolô sang một hướng khác. Trong cuộc sống tịch liêu, dần dần, người đã làm cho Phaolô say mê cuộc sống mà trước đây Ngài đã làm vì cưỡng bách. Từ nay, Phaolô trở thành một ẩn sĩ thực thụ trong cách sống cũng như trong tinh thần, chứ không phải chỉ nguyên là một người lánh nạn. Phaolô cứ tiến sâu mãi vào trong rừng thẳm hoang vu. Cuối cùng, Ngài đã tìm thấy dưới chân núi một hang đá, có một tảng đá lớn đầy ở ngoài cửa. Tò mò, Ngài lật hòn đá ra, nhìn vào trong, và thấy hang rất đẹp, gọn ghẽ, tựa như một căn phòng.
Vào trong hang, Phaolô khám phá được một mạch nước rất trong, bắt nguồn ở một suối nước gần đó. Lại nữa, chung quanh có rất nhiều cây cọ mọc chen chúc nhau, trông rất ngoạn mục. Hình như miền này xưa đã có người ở, vì gần đấy thầy Phaolô còn thấy có lơ thơ vài mái nhà bỏ hoang với ít dụng cụ cũ kỹ như búa, đe, rìu, cối xay. Các nhà khảo cổ Ai Cập cho rằng thời hoàng hậu Cleopatra, người ta đã thiết lập một xưởng đúc tiền giả ở đây. Thánh Phaolô coi nơi đây như một địa điểm Thiên Chúa quan phòng đã dành để cho mình. Rừng cọ mọc quanh núi sẽ cung cấp áo cho ngài mặc và là lương thực để ngài sống. Nơi đây rất thuận tiện để thầy kết hợp với Chúa bằng lời cầu nguyện, suy ngẫm và trầm lặng. Hằng ngày, Thiên Chúa làm phép lạ để nuôi sống ngài. Ngày nào cũng như ngày nào, có một con quạ tha đến cho ngài một chiếc bánh. Chúa đã dùng cách đó để nuôi sống ngài, cũng như xưa đã nuôi sống tiên tri Elia trong sa mạc. Sở dĩ chúng ta được biết rõ chi tiết về cuộc sinh sống kỳ lạ của thánh nhân trong suốt 90 năm trời là nhờ cuộc thăm viếng của thánh An Tôn ẩn sĩ. Thánh Phaolô ẩn tu lúc ấy đã được 113 tuổi, còn thánh An Tôn mới 90 tuổi. Một ngày kia, An Tôn thầm nghĩ, có lẽ mình là người đã sống tịch liêu lâu năm nhất trong rừng vắng chăng? Đồng thời ngay lúc đó, ngài nghe thấy trong chim tượng có tiếng nói cho biết ở trong chính nơi hoang địa này còn có một người sống tịch liêu lâu hơn ngài, và ngay bây giờ ngài phải đi ngay tới thăm người đó. Mặc dầu tuổi già sức yếu, mới tảng sáng, An Tôn đã chống gậy vội vã lên đường, không biết phải đi về hướng nào, nhưng ngài cứ liều bước đi, mặc cho Chúa quan phòng hướng dẫn. Ngài cứ đi miết vào rừng sâu, cho đến ngày thứ ba mới gặp được một quả núi. Nơi đây, ngài thấy một hang rất sâu. Đồng thời xa xa trong hang có ánh lửa chập chờn. Ngài cứ rảo bước theo hướng lửa sáng. Tới nơi, nghe tiếng chân đi bên ngoài, người trong hang hoảng sợ và giữ thế thủ bằng cách đóng sập cửa lại. Người trong hang không phải ai xa lạ, chính là thánh Phaolô ẩn sĩ mà thánh An Tôn đang tìm gặp. Thánh An Tôn khẩn khoản xin được đàm đạo với thánh Phaolô, nhưng thánh Phaolô nhất định khước từ. Rút cuộc, thánh Phaolô đành phải mở cửa để đón thánh An Tôn vào. Gặp nhau, hai vị tu hành lão thành đã trao đổi cho nhau những nụ hôn thắm thiết. Hai vị thánh cảm tạ Chúa vì đã 90 năm nay, thánh Phaolô chưa gặp và nói chuyện với một người nào. Thánh Phaolô cho thánh An Tôn hay, ngài linh cảm đã đến ngày ngài được về chầu Chúa trên thiên quốc. Cuộc hội đàm được diễn ra trong bầu không khí thân mật và đạo đức. Trong lúc hai vị đang đàm đạo với nhau, một con quạ bay tới và đặt dưới chân hai vị một cái bánh. Thánh Phaolô nói với thánh An Tôn: "Bạn thân mến, bạn hãy cảm tạ Thiên Chúa nhân từ đã cung cấp của ăn cho chúng ta. Suốt 90 năm trời nay, ngày nào con quạ cũng đem đến cho tôi một nửa chiếc bánh. Hôm nay vì có bạn tới thăm tôi, nên Chúa đã ban cho chúng ta hai khẩu phần." Hai vị đồng thanh cảm tạ,
rồi bẻ bánh ra ăn. Trước khi ăn, vì tỏ lòng tôn kính nhau, không vị nào nhận việc bẻ bánh trước cả. Thánh Phaolô trọng kính khách, và hơn nữa, phép lịch sự buộc Ngài nhường quyền đó cho Thánh An Tôn. Nhưng Thánh An Tôn lại trọng kính tuổi già và lòng đạo đức của Thánh Phaolô. Ngài còn vịn vào câu, tiên chủ hậu khách, để khước từ làm công việc đó. Cuối cùng, hai vị đồng ý, mỗi người cầm một đầu chiếc bánh mà kéo, cho đến khi bánh đứt làm hai. Dùng bữa xong, hai vị đồng cảm tạ Chúa, rồi thức suốt đêm để cầu nguyện. Sáng hôm sau, Thánh Phaolô nói với Thánh An Tôn: "Bạn thân mến, đã từ lâu tôi vẫn biết có bạn ở nơi hoang địa này. Thiên Chúa đã hứa sẽ cho tôi một vị ẩn sĩ khác để cùng với tôi thi đua phụng sự và mến yêu người. Vị ẩn sĩ đó chính là bạn. Giờ đây, giấc ngủ ngàn thu hạnh phúc tôi hằng mong đợi đã đến. Thiên Chúa đã sai bạn tới đây để chôn xác tôi, hay nói đúng hơn là để trả đất lại cho đất." Thánh An Tôn òa lên khóc. Ngài khẩn khoản xin Thánh Phaolô đừng bỏ Ngài, nhưng xin Chúa cho Ngài được làm bạn đồng hành với Phaolô trong cuộc hành trình về thiên quốc. Thánh Phaolô trả lời: "Bạn thân mến, bạn không nên ước muốn những điều vừa ý bạn, nhưng hãy ước vọng những gì làm ích cho người bạn của bạn hơn. Công việc chôn cất xác tôi không nặng nhọc lắm đâu. Bạn chỉ việc trở về lấy cái áo choàng mà Đức Giám Mục Athanasio đã tặng bạn, rồi bạn lại đây để liệm xác tôi. Thế là đủ rồi." Thánh Phaolô xin như thế là có ý để Thánh An Tôn không có mặt ở đó lúc Ngài hấp hối, cốt tránh cho An Tôn khỏi sự buồn phiền quá. Đồng thời, Ngài cũng có dụng ý tìm dịp thuận tiện cho Thánh An Tôn có thể thông cảm với Thánh Athanasio, vị giám mục can trường đã mạnh dạn bênh vực đức tin Công giáo trước lạc giáo Ario. Thánh An Tôn ngạc nhiên hết sức khi nghe Thánh Phaolô nói đến chiếc áo choàng của Thánh Athanasio đã tặng Ngài. Dâng lời cảm tạ Chúa xong, Ngài hôn mặt và tay Thánh Phaolô, rồi trở về chốn cũ. Ngài đi về tu viện một cách nhanh chóng như bay vậy. Khó lòng tin được một thân xác yếu đuối vì tuổi tác và chay tịnh như thân xác Thánh An Tôn lại có thể chịu đựng được một cuộc hành trình vất vả như thế nếu không có phép lạ của Chúa can thiệp. Tới tu viện, hai môn đệ nhìn thấy Ngài về, vội vã ra đón và hỏi han tin tức về cuộc hành trình của Ngài. Ngài không trả lời chi cả, nhưng chỉ nói những lời đầy khiêm tốn. "Tôi là người khốn nạn. Tôi là một tội nhân khốn nạn. Tôi bất xứng với danh hiệu người ẩn sĩ. Tôi đã xem thấy Elia. Tôi đã nhìn thấy Gioan trong sa mạc, và nói đúng hơn, tôi đã xem thấy Phaolô trên thiên đàng." Không kịp nói thêm gì hết, thánh nhân vội vã vào phòng riêng, lấy chiếc áo choàng của Đức Giám Mục Athanasio. Các môn đệ ai nấy nóng lòng muốn biết rõ chi tiết câu chuyện ra sao, nhưng Ngài không có thời giờ để thuật lại. Không kịp ăn một miếng bánh nhỏ, thánh nhân lại vội vã lên đường, mong chóng tới nơi. Vì sợ rằng, nếu chậm trễ, sẽ không được gặp Thánh Phaolô nữa. Hôm sau, lúc tảng sáng, khi Thánh An Tôn mới đi được chừng 3 giờ đồng hồ, thì Ngài đã thấy linh hồn Thánh Phaolô sáng láng và đẹp đẽ, đang vút bay về trời,
giữa đoàn thiên thần ca hát tưng bừng. Thánh An Tôn ngã lăn ra đất, nước mắt giàn giụa, miệng than vang: Lạy Thánh Phaolô, sao Ngài bỏ tôi? Sao Ngài ra đi mà không cho phép tôi từ giã Ngài? Phải chăng vì tôi biết Ngài muộn quá nên Ngài từ giã tôi vội vã như thế chăng? Sau này, Thánh An Tôn kể lại rằng từ lúc đó, hình như Ngài không đi khúc đường còn lại, nhưng là bay. Tới nơi, Thánh An Tôn bước vào trong hang Thánh Phaolô vẫn ở. Ngài thấy xác vị tu hành đang quỳ bất động, mắt ngước nhìn trời, hai tay giơ thẳng. Thoạt nhìn, Ngài tưởng như Thánh Phaolô còn sống, nên Ngài đến quỳ cạnh Thánh Phaolô để cầu nguyện với Thánh Nhân. Nhưng rồi vì không nghe thấy tiếng thở nữa, bây giờ Ngài mới ôm chầm lấy cổ Thánh Phaolô mà hôn, rồi Ngài liệm xác Thánh Nhân trong chiếc áo choàng của Đức Giám Mục Athanasio. Khâm liệm xong, Ngài lấy hết sức lực kéo xác ra khỏi hang và hát kinh như giáo hội quen hát khi cử hành lễ nghi an táng. Thánh An Tôn nhìn trước nhìn sau, không tìm được một vật dụng gì khả dĩ đào được một cái huyệt. Đang băn khoăn lo nghĩ, bỗng Ngài thấy hai con sư tử từ rừng thẳm tiến về phía Ngài. Tới chỗ để xác, chúng nằm phủ phục trước xác thánh tỏ vẻ cung kính. Chúng gầm thét vang cả một góc trời tỏ dấu thương tiếc. Rồi chúng lấy chân đào một lỗ vừa sâu vừa rộng, đủ để chôn xác một người. Xong việc, chúng đến bên Thánh An Tôn, liếm chân và tay Ngài như thể để xin trả công. Thánh An Tôn đoán chúng muốn xin phép lành. Ngài giơ tay ban phép lành cho chúng với lời nguyện sau: Lạy Chúa, nếu không có phép của Chúa, một lá cây cũng sẽ không rụng và một con chim nhỏ bé cũng sẽ không bao giờ chết đói. Xin Chúa ban cho hai con sư tử này những gì Chúa biết chúng cần. Rồi Ngài ra hiệu cho chúng rút lui. Huyệt đã sẵn, Thánh An Tôn lo mai táng người bạn già quá cố. Sau đó, Ngài trở về hang lấy chiếc áo lá do chính tay Phaolô đã đan để làm kỷ niệm, rồi Ngài trở về tu viện. Về tới nhà, Ngài kể lại cho các tu sĩ từng chi tiết về hết những gì đã xảy ra trong cuộc hành trình kỳ lạ của Ngài. Hằng năm, cứ đến ngày lễ phục sinh và hiện xuống, Ngài lại mặc áo lá của Thánh Phaolô một lần để tưởng niệm vị tu hành lão thành khả kính. Như vậy, Thánh Phaolô ẩn tu qua đời năm 342, hưởng thọ 113 tuổi. Thánh Nhân đã sống trong sa mạc hơn 90 năm. Người ta gọi Ngài là vị ẩn sĩ tiên khởi để phân biệt với nhiều vị thánh khác cũng có tên là Phaolô. Giáo hội mừng lễ Thánh Phaolô ẩn tu vào ngày 15 tháng Giêng. Vào khoảng thế kỷ 12, xác thánh Ngài được đưa về an táng tại nhà thờ Đức Thánh Trinh Nữ ở Constantinople. Sau lại đưa về an táng tại nhà thờ Thánh Giulino ở Venezia Veni năm 1240. Nguồn từ tinmừng.net. Có những lúc ưu tư trong đời dâng hiên nặng mang bao nhiêu lắng lo, mãi thao thức băn khoăn trong hồn tìm kiếm hình bóng Giêsu dấu yêu. Bỗng một ngày Giêsu chợt đến làm tan băng giá rơi ân tâm hồn.
soi bước con đi trên dặm đường xa, làm tim con vang câu hát. Hạnh phúc trong con là chính nơi Ngài Giêsu. Buồn vui đi qua đời con luôn có Giêsu. Mãi khao khát dâng hiến môi tình nhỏ bé chỉ cho riêng Ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mưa tối, xin Ngài dẫn lối. Dẫu bao phen lầm lối, xin hãy cứ tha. Khắp trong con lửa mến vui đời dâng hiến với Giêsu bên đường. Nhớ ánh mắt Giêsu hôm nào chiều mến gọi con ra đi dân thân. Với những bước hăng say trên đường dâng hiến đầy hương hoa thơm đắm say. Ngỡ đâu rằng hoa kia đẹp mãi nào ai hay biết sóng gió cuộc đời. Giêsu đến bên con rạng ngời niềm vui, làm con tin yêu cuộc sống. Hạnh phúc trong con là chính nơi Ngài Giêsu. Buồn vui đi qua đời con luôn có Giêsu. Mãi khao khát dâng hiến môi tình nhỏ bé chỉ cho riêng Ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mưa tối, xin Ngài dẫn lối. Dẫu bao phen lầm lối, xin hãy thứ tha. Khắp trong con nở mến vui đời dâng hiến với Giêsu bên đời. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Có những lúc ưu tư trong đời dâng hiến nặng mang bao nhiêu lắng lo, mãi thao thức băn khoăn trong hồn tìm kiếm hình bóng Giêsu dấu yêu. Bỗng một ngày Giêsu chợt đến làm tan băng giá sưởi ấm tâm hồn, sáng soi bước con đi trên dặm đường xa, làm tim con vang câu hát. Nhớ ánh mắt Giêsu hôm nào chiều mến gọi con ra đi dân thân. Với những bước hăng say trên đường dâng hiến đầy hương hoa thơm đắm say. Ngỡ đâu rằng hoa kia đẹp mãi nào ai hay biết sóng gió cuộc đời. Giêsu đến bên con rạng người niềm vui, làm con tin yêu cuộc sống. Hạnh phúc trong con là chính nơi Ngài Giêsu. Buồn vui đi qua đời con luôn có Giêsu. Mãi khao khát dâng hiến môi tình nhỏ bé chỉ cho riêng Ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mưa tối, xin Ngài dẫn lối. Dẫu bao phen lầm lối, xin hãy cứ tha. Khắp trong con lửa mến vui đời dâng hiến với Giêsu bên đời. Xin hãy cứ tha, khắp trong con lửa mến vui đời dâng hiến với Giêsu.